Kể từ khi ra mắt bản 2023 cùng mức giá khởi điểm 749 triệu, Mazda CX5 trở thành hiện tượng khi liên tục bán chạy nhất phân khúc hàng tháng. Đồng thời, ngay cả khi không còn là mẫu xe rẻ nhất phân khúc, mẫu xe này vẫn thường được nêu tên như một cột mốc tham chiếu một chiếc xe có đáng mua hay không. Vì lẽ đó, cùng với tình hình thị trường chung đi xuống, các mẫu SUV hạng C khác cũng liên tục điều chỉnh chiến lược giá bán cũng như ưu đãi để thay đổi cục diện. 1. Hyundai Tucson. Từ ngày 1 tháng 4, Hyundai Tucson được giảm giá niêm yết 30 đến 50 triệu tùy phiên bản. Hãng không nói rõ nguyên nhân giảm giá ngoài việc tăng cơ hội cho khách sở hữu xe. Giá mới cho tất cả các phiên bản. Xăng tiêu chuẩn giảm 30 triệu còn 769 triệu. Xăng đặc biệt giảm 40 triệu còn 839 triệu. Diesel đặc biệt giảm 50 triệu còn 99 triệu. Tubo giảm 40 triệu còn 919 triệu. So với Mazda CX-5 giá 759 đến 999 triệu, Hyundai Tucson này nhìn hơn một chút ở bản tiêu chuẩn nhưng thấp hơn ở các các bản cao. Việc thay đổi giá niêm yết cũng sẽ giúp giảm giá tính lệ phí trước bạn. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian để cập nhật lại giá này. Ở thời điểm ra mắt thế hệ mới vào cuối tháng 11 năm 2021, Hyundai Tucson hấp dẫn hơn về thông số động cơ so với những đối thủ cùng phân khúc. Đây cũng là yếu tố không nhỏ góp phần giúp Tucson đạt doanh số tốt trong những tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, mẫu xe này đã thụt lùi khi thường chỉ nằm ở giữa phân khúc về doanh số. 2. Ford Territory Cũng giảm giá niêm yết, nhưng Ford Territory có mức giảm chỉ 20 đến 25 triệu với lý do nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, cũng như tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng trưởng thị phần trong phân khúc SUV hạng C. Theo đó, giá niêm yết for territory này chỉ còn từ 799 triệu, cao hơn CX5 tiêu chuẩn 40 triệu. Giá mới cho 3 phiên bản. Territory Chen giảm 23 triệu còn 799 triệu. Territory Titanium giảm 20 triệu còn 889 triệu. Territory Titanium X giảm 25 triệu còn 929 triệu. Như vậy, so với CX5, giá của Tucson và Territory sau điều chỉnh vẫn cao hơn, nhưng nay đã dễ tiếp cận hơn, hứa hẹn giúp cải thiện doanh số. Điểm nổi bật của Ford Territory trong phân khúc là giá và nhiều công nghệ. Một số trang bị đáng chú ý trong xe xe có cặp màn hình 12 in, đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động hai vùng, núm xoay chuyển số, sạc không dây, phanh điện tử, gương chống chói tự động và cửa sổ trời toàn cảnh. 3. Kia Sorter Hồi cuối tháng 3, mẫu xe Hàn Quốc được nhà phân phối Thaco điều chỉnh giá bán cho duy nhất một phiên bản là G-Premium với mức giảm 23 triệu. Hiện nay Kia Sporter có giá khởi điểm từ 799 triệu và phiên bản G Premium có giá 829 triệu. Các phiên bản khác vẫn giữ nguyên giá bán. 4. Subaru Forester Forester đang được giảm giá hàng trăm triệu để giải quyết lô hàng tồn đọng. Cụ thể, trong tháng 4, khách mua lô xe VIN 2023 được ưu đãi tiền mặt trị giá 120 triệu, đến 250 triệu tùy phiên bản và màu sắc, đi kèm 5 năm bảo hành không giới hạn km. Ngoài ra, bản UI sai còn được tặng thêm bộ phụ kiện gương ngập trị giá 3 triệu rưỡi, song không được quy đổi thành tiền mặt. Subaru Forester 2023 được giới thiệu tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2022 là bản facelift, khó có thể tìm được sự khác ở nội thất bản facelift và bản cũ. 5. Honda CRV. Trong phân khúc SUV C, bên cạnh các mẫu giảm giá nghiêm yết, một số lại chọn con đường ưu đãi theo từng tháng. Chẳng hạn với Honda CRV, khách mua xe tháng 4 có thể nhận được tổng giá trị khuyến mại cao nhất lên tới 140 triệu. Cụ thể, trừ phiên bản E, HEVZS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan không có ưu đãi, ba biến thể lắp ráp, trong nước đều được tặng 100% lệ phí trước bạ theo mức lệ phí trước bạ 10%. Bản L được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, bản G tiêu chuẩn được hỗ trợ thêm 30 triệu tiền mặt. Khuyến mãi áp dụng cho xe mang VIN 2023. Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 10 năm 2023. Honda CRV thế hệ mới thay đổi thiết kế, bổ sung công nghệ. Nội thất CRV 2024 mang nhiều nét giống Civic, bổ sung camera 360 độ. 6. Skoda Karoqui. Trong tháng 4, Skoda Karoqui được giảm 100% trước bạ cho cả hai bàn Ambition và Style. Với giá tính trước bạ mới nhất, mức khuyến mãi quy đổi tiền mặt trị giá hơn 124 triệu áp dụng với mức trước bạ 12% cao nhất. Sau khi trừ khuyến mãi, Giá xe thực tế chỉ còn từ hơn 884 triệu và 964 triệu. Như vậy, giá bán sau khi trừ khuyến mãi của Karo Q giờ đây, chỉ ngang phiên bản tầm trung của CX-5. Trước khi giảm giá, cách biệt giữa Karo Q và CX-5 lên tới 240 triệu. Số tiền này đủ để mua nhiều mẫu ô tô cũ tùy số lăn bánh và năm sản xuất. 7. Mitsubishi Outlander Nếu các đối thủ trong phân khúc hoặc giảm giá hoặc tặng 100% lệ phí trước bạn, thì Outlander chỉ tặng 50% lệ phí trước và quà tặng. Cả hai phiên bản CVT và CVT Premium VIN 2023 được hỗ trợ 50% trước bạ quy đổi 42 triệu đến 47 triệu tùy phiên bản, tặng kèm camera 360 độ trị giá 20 triệu và một năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu. Tổng giá trị khuyến mãi gần 80 triệu. Lô xe có số VIN 2024 được khuyến mãi ít hơn với chỉ camera 360 độ tặng kèm kể từ khi Mazda CX-5 xác lập mức giá hủy diệt khi ra mắt năm 2023. Mẫu SUV hạng C này thường xuyên đứng đầu doanh số phân khúc, có những tháng còn đứng đầu thị trường. Sau 2 tháng đầu năm 2024, CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV hạng C với doanh số lũy kế đạt 1.407 xe, hơn gấp đôi xe đứng thứ hai là Ford Territory với 610 chiếc. Các chính sách giảm giá, ưu đãi được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách này. Tuy nhiên với cách biệt lớn, dự kiến vẫn khó có thể làm lung lay địa vị vua doanh số phân khúc của mẫu xe nhà mazda And